Sáng ngày 16 tháng 4, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC tổ chức hội thảo nâng cao tính lành mạnh của cho vay tiêu dùng và quy định thực tiễn thu hồi nợ. Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, cho vay tài chính tiêu dùng vẫn là vấn đề nóng. Thống kê đến cuối năm 2023, tỷ trọng dư nợ tín dụng tiêu dùng chiếm khoảng 21% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế, đạt gần 2,9 triệu tỷ đồng, đây là con số tương đối lớn. Hiện toàn hệ thống có 15 công ty tài chính tiêu dùng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động. Tính đến cuối tháng 2 năm 2024, dư nợ cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính khoảng 138,8 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 5% dư nợ tín dụng tiêu dùng toàn hệ thống. Như vậy, cho vay tiêu dùng đã dần đáp ứng nhu cầu đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân và phần nào hạn chế tín dụng đen. Tuy nhiên, tín dụng đen vẫn len lỏi vào đời sống, chưa thể xóa bỏ triệt để, dù các cơ quan quản lý đã vào cuộc quyết liệt, công an đã triệt phá nhiều đường dây tín dụng đen. Bên cạnh đó, thời gian qua bùng phát các loại hình cho vay qua app với điều kiện cho vay nới lỏng, thủ tục đơn giản, nhanh gọn, dễ tiếp cận, cho vay dễ dàng, không cần tài sản thế chấp, đã thu hút người dân vay qua app mà không cần đến ngân hàng. Nợ xấu gia tăng ngoài những yếu tố khách quan với khó khăn chung của nền kinh tế, còn có những yếu tố chủ quan là khách hàng cố tình không trả nợ. Nhiều công ty tài chính lâm vào tình trạng khó khăn, thậm chí thua lỗ do phải trích dự phòng rủi ro nợ xấu tăng cao. Khả năng thu hồi nợ cũng rất khó khăn do khách hàng cố tình không trả nợ. Thành lập các hội nhóm bùng nợ trên mạng xã hội, chống đối, vu khống cán bộ thu hồi nợ, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của các ngân hàng, các công ty tài chính, ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cán bộ thu hồi nợ, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh. Trước những khó khăn trong công tác thu hồi nợ cho vay tiêu dùng, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có nhiều văn bản gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị có giải pháp xử lý nghiêm tội phạm tín dụng đen và thời gian qua, các hội nhóm bùng nợ trên mạng xã hội đã có phần nào được gỡ bỏ, song một bộ phận khách hàng vẫn cố tình chây ỳ, không trả nợ. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng kỳ vọng, thời gian tới, với việc tích hợp định danh điện tử sẽ hỗ trợ chấm điểm tín dụng đối với khách hàng cá nhân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân. Đặc biệt, hành lang pháp lý cho thu hồi nợ cũng cần sớm hoàn thiện để hoạt động thu hồi nợ được thực hiện thuận lợi, hiệu quả hơn. Phát biểu tại hội thảo, ông Darin Dong, đại diện cấp cao IFC Việt Nam, khẳng định việc xây dựng một khuôn khổ mạnh mẽ để giải quyết nợ xấu với cách tiếp cận thực tế, theo nguyên tắc thị trường là điều hết sức cần thiết để xoay chuyển tình thế nợ xấu. Ông Darin Dong cho rằng, trong một môi trường đầy thách thức, với tình hình kinh tế toàn cầu có nhiều biến động và nợ xấu cho vay doanh nghiệp lẫn cho vay tiêu dùng đều đang có chiều hướng gia tăng, do đó, lĩnh vực cho vay tiêu dùng hiện đang trải qua giai đoạn rất khó khăn. Trao đổi tại hội thảo, nhiều chuyên gia quốc tế cũng đã phân tích những thách thức trong quy định, thực thi, thực tiễn thu hồi nợ ở Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế. Việc mở cửa thị trường nợ xấu sẽ thu hút thêm đầu tư của khu vực tư nhân vào Việt Nam và hỗ trợ một hệ thống tài chính lành mạnh để công ty tài chính có khả năng chống chịu tốt hơn.